Sau gần 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trong buổi sáng ngày 2 tháng 7, kỳ họp dành thời gian chất vấn Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với 3 nhóm vấn đề về trật tự an toàn giao thông, phát triển sản phẩm ô cốp và công tác đầu tư xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Giải pháp cho vấn đề xử lý rác thải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện cho biết, đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí và đề xuất hội đồng đánh giá nhà đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại ưu tiên đốt rác phát điện để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 12 giải pháp ông Phạm Thiện Nghĩa cho hay theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp khôi phục và phát triển các doanh nghiệp tiếp tục đưa nhà máy đi vào hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung cho các chương trình trọng tâm. Sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức Mekong Startup lần thứ hai, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương khởi nghiệp, đồng thời tập trung các dự án đầu tư công, kết quả các dự án đầu tư tư nhân. Tiếp tục xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân bằng những hoạt động cụ thể hơn, dân dân. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Nguyễn Văn Ký, lên mục Nguyễn Văn Ký, và ông Trịnh Quang Phong bầu bổ sung chức danh quỹ viên Quỹ ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chánh thanh tra tỉnh và bà Võ Phương Thủy, giám đốc Sở Công Thương. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị các cấp các ngành tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt hiệu quả, phối hợp chặt chẽ đồng bộ, nhịp nhàng giữa các chính sách vừa được thông qua, cùng với đó bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỹ cương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thưa quỹ nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Hữu Phước, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ, trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp Giữ chức vụ phó giám đốc quỹ đầu tư và phát triển tỉnh kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2024 cho biết, đúng 8 giờ ngày 17 tháng 7, thí sinh sẽ biết điểm thi. Sau khi công bố điểm thi, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho các học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là hơn 1 triệu em, tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm ngoái. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%. Tại Đồng Tháp, số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có trên 16.200 thí sinh. Hôm nay Quỹ ban nhân dân tỉnh có văn bản giao thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân quyện thành phố căn cứ quy định tại nghị định số 73 của chính phủ, chủ động sử dụng nguồn tài chính của đơn vị địa phương để chi trả lương cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang theo mức lương cơ sở 2 triệu 340 000 đồng kể từ ngày 1 tháng 7 theo quy định và theo thẩm quyền. Điểm mạnh của tỉnh Đồng Tháp có vị trí địa lý tự nhiên đặc biệt, một mặt là hạ lưu của sông Mê Công, mặt khác là thượng nguồn của sông Tiền lẫn sông Hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là cửa ngõ giao thương và du lịch quốc tế với Campuchia và khu vực ASEAN. Tài nguyên thổ nhưỡng, khí hậu, nước ngọt, đa dạng sinh học, rừng ngập mặn, đất phù sa, dân dân, mang lại tiềm năng lớn để phát triển nông lâm, thủy sản và dự trữ sinh quyển. Tài nguyên tự nhiên, văn hóa, lịch sử phong phú là nền tảng cho phát triển du lịch, đặc biệt là niềm tự hào người Đồng Tháp với truyền thống văn hóa xã hội đậm đà bản sắc sông nước. Tiềm năng năng lượng tái tạo lớn chưa được khai thác, đặc biệt là tiềm năng quan năng tại các huyện Tam Nông, Tân Hồng, Tháp Mười. Hệ thống sông ngòi, giao thông thủy có tính kết nối liên dùng, quốc tế thuận lợi, đặc biệt với Campuchia, thành phố Hồ Chí Minh và hướng ra Biển Đông. Nền nông nghiệp giàu truyền thống và đa dạng được phản ánh rõ nét thông qua nhiều sản phẩm nông sản chủ lực nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước như lúa, sen, xoài, qua kiển, cá tra, dịch, ít nguy cơ chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nước biển dân. Quy mô dân số đông tạo ra tiềm năng thị trường tiêu thụ lớn, nhiều thành quả trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khẳng định thế mạnh của tỉnh về xã hội so với các tỉnh dùng đồng bằng sông Cửu Long. An ninh quốc phòng, trật tự xã hội duy trì ổn định, là môi trường kinh doanh thân thiện và tiến bộ so với mặt bằng chung thể hiện thông qua các chỉ số năng lực cạnh tranh, ba index, PAPI, BCI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Dư địa phát triển đất đai, tài nguyên, cảnh quan sinh thái, chất lượng môi trường dân dân từ các giai đoạn phát triển trước còn rất đáng kể.